Wow, một chiếc xe ben đời mới và một chiếc xe máy xúc màu da cam. Ơ, hai chiếc xe đi đây đâm vào nhau và ngã ra rồi này các bạn ơi. Không sao, đã có chiếc xe cần cầu di chuyển tới là một chiếc xe ben màu xanh lá cây. Giao thông bị ùn tắc rồi. Giao thông bị ùn tắc rồi các bạn ơi. Nhưng mà chúng ta có chiếc xe cần cầu ở đây. Chiếc xe cần cầu sẽ tháo gỡ cái nút tắc giao thông này. Các bạn thấy không? Chiếc xe cần cầu chúng ta có cánh tay rất là dài và khỏe luôn. Đó, chiếc xe máy xúc đã được nâng lên cùng với lại một bản chiếc xe ben. Một bản xe ben đứng đây. Đầu kéo nhưng mà đằng sau lại là ben các bạn ạ. Thì có thể gọi là chiếc xe gì nhỉ? Mình nhìn rất lúc đầu thì là chiếc xe ben rồi đấy. Nhưng mà một lúc sau thì thấy không phải là một chiếc xe ben bình thường, mà đây là một chiếc xe kết hợp, một cái ben và một cái đầu kéo. Thôi, chúng ta cứ tạm gọi là xe ben cũng được nhá. Dù sao thì chiếc xe này chở rất là nhiều cát. Chúng ta cùng theo dõi xem chiếc xe máy xúc và chiếc xe ben này sẽ làm gì ở khu vực ngã tư này nhá. Wow, một chiếc xe chở gỗ tới nè. Wow, đẹp quá. Gỗ hơi bẩn nhá. Nhưng mà làm gì đây, xem nào. Chặn để làm gì nhỉ các bạn? Xe trộn bê tông. Xe trộn bê tông tới thì sẽ làm gì? Đương nhiên là đổ ra bê tông rồi. Cậu lại còn thắc mắc cái gì nữa? Ôi, xem nào. Wow, bê tông. Wow. Bê tông bậc thang. Wow, thì ra là những chiếc xe của chúng ta làm cây cầu ạ. Cây cầu bê tông ạ. Wow, đẹp quá. Cây cầu bê tông. Các bạn ơi, quả này thì giao thông sẽ không còn bị ùn tắc nữa, mà giao thông sẽ không gặp trở ngại và sẽ hạn chế được gì nhỉ? Ok, hạn chế được các vụ tai nạn giao thông không mà đáng có. Wow, cầu đẹp quá các bạn ơi. Wow. Tuyệt vời. Cây cầu đẹp quá các bạn ạ. Các bạn thấy chưa? Wow đấy. Giao thông di chuyển đâu gặp trở ngại gì nữa đâu.